Đây là tân binh Trà Cú nè các bạn. Trà Cú nằm ngang ngang huyện Cù Lao Dung của chúng ta. Trà Cú đến với giải này bằng một chiếc ghe vừa đóng mới, chúng ta cùng xem. Cũng là hình ảnh khá là quen thuộc, đó là một lồng xanh chạy dọc theo thân ghe. Và trang phục của anh em cũng là màu xanh. Nếu như càng long là xanh lá thì đây là anh em màu xanh đậm hơn, rồi màu xanh dương. Trà Cú vừa có một cú vợt về phía khán đài. Như Quốc Khởi đã nói, giải năm nay diễn ra trong thời điểm này cũng là chỉ là đại hội thể dục thể thao của tỉnh, cho nên không có nhiều ghe tham gia. Ở Nam thì chỉ có 5 đội thôi: Cầu Ngang, thành phố Trà Vinh, Cầu Kè, Trà Cú và Càng Long. Nhưng mà với những gì đang diễn ra thời điểm này thì đây là một giải đấu cũng hứa hẹn rất là kịch tính nha các bạn. Ngoài Càng Long danh tiếng thì chúng ta thấy trên màn hình Như Quốc Khởi đang quay cho các bạn xem, đây là Trà Cú với chiếc ghe vừa đấu đóng mới. Đây là giải đầu tiên của anh em chúng ta cùng chờ xem Trà Cú sẽ thi đấu như thế nào ở giải năm nay với một chiếc ghe vừa đóng mới. Về thể hình thì chúng ta thấy Trà Cú có lực lượng vận động viên khá là lực lưỡng, trang phục của anh em cũng gần giống như đội ghe Càng Long danh tiếng, một con rồng xanh chạy dài theo chân ghe. Màu xanh của anh em ở đây là màu xanh dương nha các bạn, phân biệt với Càng Long màu xanh lá cây thì ở đây Trà Cú là màu xanh dương. Chút nữa giải sẽ khai mạc và bước vào thi đấu nội dung đầu tiên, đó là 800m nam, rồi đến 600m nam và cuối cùng là 700m nam nữ phối hợp. Một lần nữa Quốc Khởi nhắc lại, đây là đội ghe Trà Cú nha các bạn. Còn Càng Long thì hiện nay anh em vẫn đang cột lại cần câu ghe ngò của mình. Chúng ta xem thử cú vợt này, cú xuất phát của Trà Cú nha các bạn. Sao anh em Càng Long không gài tập luyện sao rồi? Cũng ổn anh. Rồi, tập được bao lâu? 15 ngày anh. 15 ngày là ít hơn những cái giải ớt bóc mình ha. Đúng rồi. Thời điểm này là tập trung được 15 ngày là cũng khá rồi. Nói chung là cũng thiếu gì tập lum, mới bổ sung đầy đủ à. Đánh giá như thế nào về các cái đối thủ ở của Càng Long cái giải này? Nói chung là giải đây là năm nay thấy là các đội cũng mạnh à. Mạnh nhất là đội nào? Thấy như là Trà Cú, Cầu Kè đâu. Thành phố Trà Vinh nữa cũng có là thành tích á. Nói chung cũng ngang ngang ngửa ngửa phải không? Ngửa. Nhưng mà theo anh mạnh nhất vẫn là Càng Long hả? Này cũng chưa dám chắc nữa. Thì cũng 2 năm rồi. Thì 2 năm rồi Covid mà đâu có giải đua nào đâu. Nhưng bây giờ thì nói chung là anh em cũng đã sẵn sàng đúng không? Đúng rồi. Rồi, chúng ta cùng chờ ha. Gần 2 tiếng nữa thì giải diễn ra, thì chúc anh em Càng Long cũng như các đội ghe hiện diện trên dòng sông Long Bình ở giải đấu này, một giải đấu rất là quý ở thời điểm này, sẽ cùng thi đấu tốt nha. Rồi. Cảm ơn anh.